Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả các màn chơi của Scary Stranger 3D. Ở video này mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách vượt qua các cái màn chơi trong game này các bạn. Bạn nào có chơi game này thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Hoặc là các bạn không tải được game này thì hãy để lại comment, mình sẽ đưa link cho chúng ta tải cùng chơi. Ok, đây chính là cái ông Mr. Ruby của chúng ta các bạn. Anh đó là hình như là Nick. Mấy bạn chúng ta lỡ đá chấp banh vô nhà của chúng ta, như vậy thì chúng ta đã làm với chấp banh. Còn đây là nhân vật mà chúng ta sẽ quá thân thành này các bạn. Nhân vật của chúng ta có một ý kiến là sẽ John, cái ông hàng xóm của chúng ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở cái màn 1 này thì cái người hàng xóm của chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian mà bị chúng ta John rất là khó khăn. One of these days the world will be free of these stupid kids. My pretty. Cái này nó có hướng dẫn chúng ta là đầu tiên chúng ta sẽ di chuyển cái joystick để di chuyển các bạn. Thường thì nó sẽ có cánh cổng nó đóng lại cho nên chúng ta lít vào đây. Ở cái màn này thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta sẽ phá hủy cái buổi tiệc barbecue của ông ta. Ok. Này nó có hướng dẫn mình nè. Nó kêu mở ra nè. Ok, sau đó chúng ta sẽ làm cái quả pháo các bạn. Ở màn 1 này thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta các bạn. Rồi, bỏ cái này vô và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta lắp cái pháo hoa này lại các bạn. Ok, xong. Vậy thì màn 1 này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn và làm khá là dễ dàng bạn. Cái này nó giống như là một cái game trong Scary Teacher 3D các bạn. Vậy màn 1 chúng ta vượt qua khá là dễ dàng đúng không? Ok. Và đúng là những cái game này, cái nhà phát triển họ làm mà khá là hay luôn đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua màn số 2 các bạn, đó là màn Go Banana. Các bạn đây nè. Thì ở cái màn này là chúng ta sẽ John cái ông hàng xóm chúng ta bằng cách là chúng ta cái con khỉ mình đi vòng vòng các bạn. Hôm trước mình có chơi những cái game này nhưng mà mình chơi theo từng màn, hôm nay mình sẽ tổng kết tất cả các màn chơi trên một video nha các bạn. Ok, đây là anh hàng xóm quá quách của chúng ta đây. Ông đánh khỉ rồi. Rất là cao người ảnh cũng. Ok như vậy. Ở cái màn này thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ cho cái ông hàng xóm của chúng ta các bạn. Ok. Ở đây nó hướng dẫn chúng ta có thể mua mấy cái dụng cụ nè và chúng ta mở cái chìa khóa cửa này các bạn. Đó, con khỉ của chúng ta các bạn. Ở đây trong đây khi chúng ta mới chơi thì chúng ta sẽ có mấy cái hào năng lượng đó các bạn, bởi vì các bạn chơi nó sẽ mất cái thanh năng lượng ở trên đó, nên tôi giúp chúng ta nên lụm cái năng lượng này các bạn. Đây cái tờ báo này ông đọc cái con khỉ nè các bạn. Ở màn này thì chúng ta sẽ lấy một cái quả chuối với lại một cái chìa khóa các bạn. Đây là chữ khỉ của chúng ta. Cái này các bạn đừng có đứng lại gần nha, nếu mà chúng ta đứng lại gần nó sẽ bắt mình đó. Vậy tốt nhất chúng ta nên đứng xa xa một chút. Ở đây thì mình sẽ đi lấy cái năng lượng trước cái đã. Đây các bạn nhớ là chúng ta phải lấy mấy cái hộp năng lượng chứ các bạn. Hoặc các bạn nào muốn xem hướng dẫn thì chúng ta có thể lấy những cái ngôi sao này nè. Mình thấy hình như có cái năng lượng đâu đây, đây nè. Ok, như vậy thì chúng ta có tất cả là 3 thanh năng lượng các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải cứu chú thỏ chúng ta thôi. Chú khỉ chứ. Mình cho nào hàng sớm các bạn. Vậy mình sẽ lấy chuối cho nó ăn trước cái đã, nó ra bụng rồi kìa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thả con khỉ nè. Đó, các bạn thấy cái lúc chúng ta nè. Rồi. Rồi sau khi thả xong các bạn gần đấy nha, đứng gần đấy nó sẽ cắn mình đó. Rồi, sớm chúng ta ra các bạn, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng. Cái này chúng ta sẽ đi khám phá trong cái ngôi nhà các bạn. Đây là sảnh trước nè. Nhận ra những cái ngôi nhà của người nước ngoài họ làm là khá là hay luôn các bạn. Mà mình ước gì mình cũng có một cái căn nhà như thế này nè. Ở trên lầu thì lại có phòng tập thể dục nữa, đúng là cái này là một cái thiên đường các bạn. Ở đây thì mình sẽ lấy mấy cái chai nước các bạn. Ok. Không chạy các bạn. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ qua màn số 3, đó là Twisted Cry. Ở cái màn này thì chúng ta sẽ phá cái ông hàng xóm chúng ta khi mà ông muốn các bạn. Chúng ta sẽ cho mấy cái chú kiến chúng ta thả ông đi luôn. Ok, buổi trưa thì cái ông hàng xóm chúng ta ông ngủ ở trên đây nữa các bạn. Cái ông này hình như ông không yêu các cái loài vật lắm á, cho nên mình sẽ cho nó ổng nè. Ok, đây đầu tiên thì chúng ta sẽ mix up. Chúng ta sẽ làm cho cái võng của ông ta bị hư các bạn. Ở đây nó có hướng dẫn chúng ta nè. Chúng ta sẽ thu thập những ngôi sao các bạn. Rồi ở đây nếu mà chúng ta muốn nó hướng dẫn thì chúng ta click vào đây nè. Đó, này nó sẽ cho chúng ta ấn nút này để mà chúng ta xem mấy cái hint, mấy cái hướng dẫn á. Ở màn này thì chúng ta sẽ tìm mấy cái đường, mấy cái cục đường, mà cục đường là một cục đá đó các bạn, đá mà là đường mà đường cục á, gọi là Q sugar. Chứ chúng ta đừng có lấy ở đây mà các bạn lấy đường đó mà là đường thẻ đó, nếu mà chúng ta lấy đường nước thì chúng ta sẽ bị không qua được màn đâu. Đường thì hình như nó nằm ngoài đây nè các bạn, đây nè các bạn, không biết ông đi đâu nữa. Nhưng mà nhớ là dùng đường sugar cane này, đây nè. Ở đây chúng ta lấy hộp này cũng được, đây là đường hũ cục, không phải là đường nước nha. Ông điện dài, hoặc là chúng ta có thể vô trong cái phòng này nè các bạn. Ở trong phòng này cũng có hai hũ đường nữa nè. Và nhớ là các bạn lấy cái hũ bên đây nè, chứ đừng lấy hũ bên đây. Hũ bên đây là chúng ta sẽ bị thất bại đó. Ok, here we go. Đâu đây? Ông đi đâu rồi ta? Chúng ta sẽ bỏ cái hũ đường mình vô trong đây các bạn. Đổ ra. Đó, đây là đường cục nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái gói chụp lại. Ok, xong. Ok. Chạy. Nấp đây không biết không thấy không ạ. Rồi, ngồi xuống. Ở đây là nó hơi dở hơn so với cái game Scary Teacher các bạn, bởi vì ở đây chúng ta không có chọi hoặc ném gì ông ta được các bạn, hình như là nó không có giống game kia đâu. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua cái màn đó là Wrong Directions. Đây là chúng ta sẽ làm cho cái tàu lửa nó bị trật đường ray các bạn. Ở đây thì ông hàng xóm chúng ta không thích có một cái chuyến du hành vui vẻ đâu, nên mình sẽ cho ông ta nè. Ông này ông lớn mà ông còn chơi các bạn. Đúng là trong căn nhà này ông có ở mình luôn á. price and get more toys to crush. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phá cái khu vực ông ta đây. Tới với những cái màn chơi sau này thì chúng ta sẽ, các bạn ấn vô xe nó sẽ kêu các bạn, chúng ta sẽ đi vô trong cái bãi xe này các bạn. Xe đây, đầu tiên là các bạn lấy cho mình cái thiết bị này các bạn, cái này là dùng để mình phá đó. Và khi chơi game này các bạn để ý là mình phải quan sát ông ta coi ông ta đi đâu nha các bạn. Ông đang đâu ta, hình như ông đang trên lầu á. Bước tiếp theo là mình sẽ đi chiếm cái hồ các bạn, cái keo dán á. Đây, đây nè. Ê, ông đứng đây ông thấy mình mà sao ông bắt? À, rắc rồi. Trời ơi. Mình bấm ra xong cái bắt đầu ông chạy lại, tại mình đóng cửa lại, xui quá. Ok, mình sẽ chơi lại màn này. Xưa các bạn nào mình vô mình lấy hộp là ông đã dí ông bắt mình rồi. I'll crush all these stupid toys. More toys to crush. Ok, vừa rồi nào nói vừa bị ổng bắt đó các bạn. Ôi, chiếc xe đã mất tiêu cả ta. Nhưng mỗi ngày ông bỏ xe đâu á, đừng nó dẫn vô đây nha được. À, đầu tiên các bạn lấy cho mình cái con vít này nè các bạn, này để nhận ốc vít á. Ông đang đâu ta? Hình như ông đang xuống lầu. Từ từ vô cái này mình phải để cho ông đi cái đã. Rồi ông ra kìa kìa. Để coi ông đi đâu. Ví dụ ông ra khỏi này đây đi. Ủa sao ông thấy mình ta? Ông không thấy mình luôn á, mình đứng kế bên luôn nè. Hình như đi che. Ồ, ông vô phòng rồi. Hồi nãy mình vô mình lấy mà ông đứng gần quá. Make sure escape room stop. Đây nè, ở màn này đầu tiên các bạn phải lật cái này trước nè. Mình cho cái này, cái đường ray này nó chạy ra ngoài đây nè các bạn, để cho nó rớt xuống đây nè. Tiếp theo mình sẽ đi làm gì đây? Ông phát hiện mình rồi. Ủa, cái này cái gì ta? Muốn lên lầu kìa. Chạy. Căn nhà ông rộng tuyệt luôn. Escape from the staff. Đó là mình lấy cái này để mình dán hả ta? Để cho ông đi xuống cái đã, ông đi xuống lầu cái đã. Làm cái game này nó cũng có một cái hay nữa là mình có thể quan sát ông ta các bạn. Còn ông đi đâu ta? Nó thông minh vậy. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Tự nhiên ông xuống dầu rồi. Ok, mình để cho ông xuống ở đây nè, ở đây cũng có nè các bạn, mấy cái keo nè. Bây giờ mình sẽ lại mình phá hủy, không ra ngoài mình phá hủy cái chiếc xe này các bạn, đây nè. Rồi cái thứ hai mình sẽ cho ông dính vô đây luôn. Ở đâu ta? Đây nè. Rồi đó, còn chét keo vô. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ là mình chỉ đợi ổng vô là xong thôi. Đây là mấy cái phòng trưng bày nữa các bạn. Công nhận đúng là người nước ngoài họ có những cái phòng rất là hay luôn á. Này nó giống như một cái khu vực thư vậy các bạn. Hay quá. Đó, mình đợi ổng vô cái mình nhảy xuống dưới đây là ok nè. Rồi ổng vô rồi. Hiểu biết không? Mình nấp ở đây thử coi ổng thấy mình không. Okay, here we go. Mình đứng đây vậy mà ông không thấy mình ta. Đó, okay, như vậy là ông đã dính bẫy mình rồi đó. Oh no, break. Ôi, thì mình đứng ở ngoài đó mà trong khi mà nó diễn cái màn cuối thì nó lại không thấy mình mà. Ok. Xui cho ổng rồi, xui cho Lan rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục qua một màn tên là Second Disaster. Ở cái màn này thì chúng ta sẽ cho anh ông hàng xóm bằng cách là chúng ta sẽ khóa cái súng của ông ta các bạn. Để khi mà nó bắn thì nó sẽ giật ngược lại cái đạn như người ông ta. Here we go. Cái phòng này là cái phòng trên lầu nè các bạn. Nãy chúng ta mở ra chúng ta thấy đó. Đó, cắt súng nè các bạn, cắt súng ở trong cái tủ á. This brings me so much peace. What a stupid show. Okay, here we go. They'll show tắt nước lên đi. Bây giờ để coi ở cái màn này thì I'll give you the count of 10 to get your no good keister out of my property. This brings me so much peace. So much peace. À đây nè, đây là nhà bếp nè. My pretties. Đầu tiên mình sẽ kiếm lấy cái nắp chai các bạn. Mình lấy cái đầu khui nè đây. Thì chúng ta lấy đầu khui, chúng ta khui. Để chúng ta lấy cái nắp chai này các bạn, để mình cái nắp chai này có chức năng là nó sẽ làm cho cái súng nó bắn ngược lại các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm súng nè. Chặn cửa rồi. Ổng đang trên lầu á, cho nên mình phải đợi ổng xuống các bạn. Tốt nhất là để cho ổng xuống dưới đất cái đã. À, ổng xuống rồi, ổng xuống rồi. À, ổng xuống bắt đầu mình sẽ leo lên các bạn. Tại vì cái hầu của chúng ta làm ở trên. Ok, here we go. Ui, không thấy mình rồi. Hay thì chứ con nhà con này cũng hay thôi. Ở đây mình đứng đây không thấy không ta? Rồi. To get your no good keister out of my property. Property. Ông nói là đi ra khỏi cái ngôi nhà của ta đi. Để cho ông xuống các bạn, phải đợi các bạn. Ok, here we go. Đó, xuống rồi đó, mình phải cho ông đi chỗ khác mình mới lại được. Còn không mình đi đường này cũng được nữa nè. Đó, hình như cái ngã nào ông cũng gà mấy cái bãi các bạn thấy không? Đang ở đâu ta? Đang đâu hết? Như ổng đang ở dưới. Ok. Đây nè. Đúng ta? Nó không phải cái phòng này, không phải. Đây là cái phòng này nè. Ở cái phòng này thì các bạn đầu tiên chúng ta phải vô trong cái chỗ màu vàng vàng, chúng ta lấy cái mã nè. Mã đây là 9437 các bạn. Ok, sau đó mình sẽ mở cửa ra các bạn. 9437 nè. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lấy đạn chúng ta nạp vô nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ gắn cái này cho nó. Block the shotgun barrel. Nạp súng nè. Rồi sau đấy chúng ta lấy cái này chúng ta lóc cái nòng súng lại các bạn. Ok, sau đó chúng ta sẽ đặt mọi thứ trở lại hiện trạng ban đầu. Let's go. Chạy. Rồi. Ok, ổng đâu rồi? Đó, ổng vô nhà rồi kìa, ổng vô nhà rồi kìa. Ok, như vậy là xong rồi đó. Khi các bạn hoàn thành những cái bước này thì chúng ta thường thấy cái chữ là run before the neighbor comes. Có nghĩa là mình sẽ chạy đi để khi mà ông ta lên, ông ta sẽ bắt mình đó. Đó, ông đang đeo cái phòng mà cất súng đó các bạn. Rồi, ông vô, hình như cái phòng đó nằm ở đây nè. Giờ ông bắn nè, nó sẽ bị dướng cái nút bần đó các bạn. Đi thấy ghét không các bạn? My God. Tiêu ổng rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ qua một màn nữa là màn upside down các bạn. Rồi, ở cái màn này thì chúng ta sẽ treo ngược cái ông hàng xóm của chúng ta xuống đất các bạn. Ok, chúng ta sẽ cho ông ta một cái góc nhìn khác về thế giới các bạn. Let's go. Here we go. Đúng là những cái màn này cũng hơi khó các bạn. Cái màn này cũng theo mình thấy là nó hơi khó đó. Ở màn này thì các bạn nhớ là mình phải làm nhanh nha các bạn, thao tác nhanh đó. Đó, mình sẽ cho nông đây. Đầu tiên chúng ta phải tìm cái thang để chúng ta leo các bạn. Leo lên cái chùm điện nè. Nhớ là khi này các bạn phải để ý là ông ta đi đâu các bạn nè. Ông ta đi đây nè. Vậy mình phải vào đây. Ở đây là cái kho này các bạn. Đầu tiên các bạn lấy cho mình là cái này là cái sơn màu đen nè. Sơn màu đen. Để chút mình sẽ sơn cái cọng dây của mình. Cái thứ hai các bạn lấy cho mình cái kìm cắt nè. Để mình cắt nè. Ở cái kìm này hay kìm này ta? Hai cái kìm này giống nhau à? Thôi giờ mình bỏ hết cái đi. Rồi. Coi để ông ta đi đâu. Bây giờ mình sẽ qua bên tùy tình huống mà mình sẽ đi các bạn, nhưng mà ở đây thì mình sẽ qua bên đây các bạn. Có thể một số màn các bạn chơi nó bị lóc á thì các bạn phải lấy một số đồ dùng để cắt. Mình coi ổng đang ở đâu. Ông đang ngay. Ở đây thì mình vô màn này để mình lấy cái cọng dây nè các bạn. Mình lấy cái sơn ra mình nhuộm nè, nhuộm dây màu đen nè. Để chút mình treo ổng lên á. Rồi, ở đây các bạn có thể lấy cây kìm này cũng được. Rồi, để coi ông đi đâu. Mình cần cái gì nữa ta? Cắt dây. Bây giờ mình sẽ tạo giống như một cái trap nè. Ông đang đi lên kìa, để mình xuống. Mình xuống cái đã. Để cho ông lên đi. Đó, đầu tiên mình phải giờ kiếm cái thang nữa các bạn. Đó, mình chưa lấy cái thang nữa chứ. Cái thang này ông bỏ trong cái... ông bỏ trong đây, đó là cái thang nữa các bạn. Cái màn này ổng cứ đi tới đi lui, à, khó lắm. Bây giờ mình phải kỹ. Để coi ông đi đâu mới được, ông xuống nữa nè. Giờ mình làm sao ta, mình phải dụ ổng chứ. Ví dụ cho ông chạy ra khỏi nhà đi. Ok. Đó, để mình dụ ổng ra đây để mình đi nhà mình làm mới được. Đó, gắn cái thang nè. Thấy mình rồi. Đấy. Đó, mình để cái thang trước rồi. Ông chạy làm sao đích ra. Dựa ra đây, để mình dựa ra đây. Đó, mình làm. Chết rồi, hết năng lượng rồi. Ở tự nhiên chạy cái hết năng lượng hả bạn? Xui thiệt chứ. Mà trong khi đó mình tới 6 cây lần mà ta. Cho mình nó bị mất năng lượng. Thì ra là vậy. Chả mình vừa dùng cái kéo mình cắt cái chùm đèn đó các bạn. Mình còn bước nữa mình mới thắng ổng. Để mình vừa không chạy nè. Thôi mình chạy một chút nữa hết năng lượng mình chắc mình tiêu à. Rồi, rồi. Ôi, không thấy mình kìa. Ông kia mình đi đâu? Ôi, hên quá. Cái này các bạn, nhưng mà này các bạn phải chuẩn bị năng lượng thật là nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình lên mình gắn dây nè. Thôi chưa đâu. Ông thấy mình rồi. Cái này các bạn đừng gắn dây nha, khi nào mà mình dụ ổng được rồi á các bạn hãy gắn dây. Đó, cho ông chạy đi. Đó, chạy qua cho theo mình đi. Ừ. Ôi vui quá. Ơi. Chưa được các bạn, chưa được nè. Trời ơi. Đúng là cái màn này hơi khó các bạn. À, nhưng mà nãy mình xếp xong rồi mình còn có một bước gắn dây nữa là xong rồi. Mà nãy mình gắn á, mình không kịp lắp cái dây lại. Uổng ghê. Rồi cái này chúng ta làm các bước y vậy các bạn. Nhưng mà mình sẽ dụ để không cho ông chạy cái này. À, nếu mà mình chơi một hình như qua một lần là bắt đầu ông khóa cái cửa lại các bạn. Mình khôn lắm. Bây giờ hồi nãy là đầu tiên là mình để coi ông đi cái hướng nào, ông đi cái hướng nào. Đầu tiên mình sẽ lấy cái màu sơn màu đen nè. Cái thứ hai là mình sẽ lấy cái thang nè. Bước tiếp theo mình lấy cái kéo các bạn. Cái kìm cắt nè. Đó, mình sẽ bỏ cái thang ra đây. Mình để cái thang trước cái đã. Tiếp theo mình sẽ lên trên lầu các bạn. Ổng kìa, ổng kìa. Mình sẽ không để cho ổng phát hiện luôn. Đó, bây giờ mình sẽ qua mình lấy cái cọng dây các bạn. Ôi ra ngoài coi. Hên quá. Ra đi, ra đi. Ra ngoài đi. Ui. Rồi mình nói đạp cái năng lượng, nó hết năng lượng rồi. Mình còn có 2 cục mà. Rồi. Rồi mình chỉ còn 2 bước thôi. Ở đây nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể mua năng lượng ở đây nè. Để mình mua thêm đi. Ôi hết tiền rồi. Ông đâu rồi, ông đâu rồi. Ông cứ đi vòng hoài à. Khôn thiệt ạ. Đó, ông lên lầu đi. Đó, để cho ông lên đi, ông lên đi. Mình sẽ mở cửa, để cho ông làm gì đi. À, ông đạp cái trap nè các bạn. Ông đạp cái trap. Chút nữa. Này không thể chứ. Mày này khó lắm rồi, mà làm nhanh á. Không làm nhanh là khó thắng không được đâu. Ông đi đâu đây, ông đi đâu đây. Ông đi lại cái thang. Em đang đi kìa, đang đi kìa. Rồi sau đó các bạn ấm cái dây làm cái này là mình lắp cái này lại rồi sau đó lấy cái thang đi. Rồi xong. Ở sau đó các bạn lấy cái thang đi, các bạn nhớ là lấy cái thang thì mình mới qua được con này. Yes. Không nhận cũng phải dụ ổng ra các bạn ơi. Nguy hiểm thiệt hả chứ. Chụp cái thang đấy đi. Nè, ông đi vô đây ông sẽ bị dướng cái cọng dây nữa rồi. Rồi, ông vô rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ qua cái màn cuối cùng các bạn, đó là Unbearable Prank. Ở cái màn này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy để mà hù dọa cái ông hàng xóm của chúng ta. Ok, let's go. Ở đây mình chỉ còn có hai cái này thôi. Ông nói là cái con này mày đừng cái hù tao, tao sẽ dạy mình bài học. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phá cái các cái ly cà phê của chúng ta các bạn. Vậy ly cà phê chúng ta sẽ ra phía sau các bạn, cái căn nhà đó. Đầu tiên chúng ta sẽ phá cái ly cà phê đó. Đây các bạn có thể làm mấy cái cây này để mình mở chìa khóa nè. Trong nhà cái nhà đẹp thiệt luôn các bạn, hồ bơi có đủ thứ này, cái này giống như là biệt thự. Ông lên trước rồi. Các bạn để phá ly cà phê đầu tiên các bạn lấy cái này nè. Cái này các bạn gắn vào cái ly cà phê nè, có hình cô Misty nè. Rồi, từ đó chúng ta sẽ chạy ra các bạn. Tiếp theo các bạn lấy cho mình cái cọng dây ha. Rồi, let's go. Đó, khi mình phá ly cà phê để ông muốn, ông bị đau bụng, ông đi sẽ đi tắm đó. Thì chút ông vô đây nè, ông vô chỗ này nè. Nhưng mà trước khi ông tới đây mình sẽ vô đây mình lấy cái đồ dài cái đã. Ok, rồi sau đó mình sẽ đợi ổng nè. Ông mới uống và ông sẽ đau bụng đó các bạn. Canh ổng lúc mà đau bụng á, bắt đầu mình sẽ lấy cái áo của ổng các bạn. Ông qua phòng này nè, ông qua phòng này, ông đi tắm nè. Let's go. Trong thời gian chờ đợi để mình mua một cái con nữa các bạn. Cho nó chắc các bạn. Đây mình có ba cái hộp năng lượng nè. Ông bắt đầu rồi. Để cho ông vô tắm thì mình sẽ vô mình lấy cái rồi xong. Rồi bắt đầu mình sẽ leo lên trên lầu mình. Hình như con gấu nó nằm ở đây nè, nãy ông phá này. Đầu tiên đó là các bạn phải mở chìa khóa ở đây các bạn, nhớ là mở chìa khóa bên đây nha. Đó, mở cửa ra. Rồi sau đó các bạn đóng cửa lại. Chúng ta sẽ lấy cái cọng dây chúng ta gài các bạn. Đóng cửa các bạn mới gài được. Đó, sau đó mình gài cái chiếc xe các bạn. Rồi, sau xong các bạn dùng cái này để mở nè. Đó, mở chìa khóa. Mình đi ra ngược còn cửa này các bạn. Cái này chúng ta có thể nấp trong đây cũng được. Đó, nấp không cái bên cũng được. Ok. Vậy là ổng lên và ổng sẽ mắc bẫy mình thôi các bạn. Ok, như vậy thì đây cũng là màn cuối cùng của Scary Stranger 3D các bạn. Sau này có thể nó sẽ cập nhật bản mới, nhưng mà đây là bản mới nhất rồi đó các bạn. Vậy mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách vượt qua các màn chơi này. Bạn nào có chơi này hãy để lại cho mình một comment nhé, và cũng đừng quên cho mình một like và một chia sẻ. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. I can't wait to show that stupid bear. Oh! Ah! Whoa!